Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức hội nghị trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai dự án đường bộ cao tốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 37 điểm cầu tại các địa phương. Đây là những tuyến cao tốc đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2022, gồm 6 dự án với tổng chiều dài hơn 1.300 km. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đã và đang hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng khoảng 700 km. Tuần hàng tháng. Tại hội nghị, kinh nghiệm từ thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thi công đã được Bộ Giao thông Vận tải chia sẻ để các chủ đầu tư dự án, các địa phương triển khai hiệu quả quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp thực hiện các dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi kinh tế xã hội. Chúng tôi cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng nghiên cứu sớm có cái văn bản làm rõ cách xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình để đảm bảo cho chi phí tư vấn được tính đúng, tính đủ, phù hợp với các quy định hiện hành để tư vấn có đủ nguồn lực đầu tư chất xám, khoa học công nghệ cho nghiên cứu và phát triển ngành giao thông vận tải nói riêng và cơ sở hạ tầng đất nước nói chung. Với góc độ là cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Giao thông Vận tải, thì Bộ Giao thông Vận tải cũng phối hợp với cả Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và cũng là Hội đồng Kiểm tra Nhà nước các dự án công trình xây dựng thì là phối hợp và hỗ trợ cho các địa phương trong công tác hỗ trợ về mặt kỹ thuật, rồi hỗ trợ về các cái trao đổi về các chuyên môn nghiệp vụ đấy, và thực hiện cái nhiệm vụ của Bộ Quản lý Xây dựng chuyên ngành ấy. Thì chúng tôi thường xuyên và cũng tham gia công tác thẩm định, rồi là phối hợp về kiểm soát các cái nội dung về qua các cái khâu trong quá trình quản lý thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương đề xuất giảm bớt thủ tục hành chính, điều chỉnh phương thức hợp đồng để rút ngắn thời gian cũng như đảm bảo chất lượng triển khai dự án. Hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án đường vành đai 3 và 4, cho rằng đây là dự án hỗn hợp, phức tạp nên rất cần sự chỉ đạo xuyên suốt và sự đồng lòng, nhất trí từ trên xuống thì dự án mới đảm bảo tiến độ, hiệu quả đề ra. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm đắt giá nhất là cần ý thức được nhiệm vụ thực hiện các dự án cao tốc là vinh dự, phải thực hiện quyết tâm và phải có tư duy đổi mới trong cách làm.